Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe Chery 2009 tại Việt Nam trong cái tháng 2 năm 2009. Qua cái năm 2009, hãng xe Anh Quốc Chery đã có mức giá công bố một cái bản mới chính thức tại thị trường Việt Nam, với việc giảm giá cả 100 triệu đồng cho những mẫu xe thuộc cái dòng Adventure, bao gồm các phiên bản động cơ từ 800 và 1200cc. Và đây là giá của Chery tại Việt Nam mới nhất trong tháng 2 năm 2009 như sau. Chery Justine 2009. Giá của Chery Justine 2009 là 329 triệu đồng. Chery Just Coupe 2009. Giá của Chery Just Coupe là 387 triệu đồng. Chery Just Chrysler 2009. Giá của chiếc Chery Just Chrysler là 365 triệu đồng. Chery Wheeler 2009. Giá của Chery Wheeler T100 2009 là 399 triệu đồng. Giá của Chery Wheeler T120 2009 555 triệu đồng. Giá của Chery Wheeler Bubba 2009 569 triệu đồng. Chery Thorson A 2009. Giá của Chery Thorson A 2009 là 595 triệu đồng. Chery Kiss Triple 2009. Giá của Chery Kiss Triple S là 350 triệu đồng. Giá của Chery Kiss Triple A Slow là 399 triệu đồng. Giá của Chery Kiss Triple A là 699 triệu đồng. Giá của Chery Kiss Triple AS là 430 triệu đồng. Giá của Chery Explorer 2009. Giá của Chery Explorer SAS Low 589 triệu đồng. Giá của Chery Explorer SCS Low là 770 triệu đồng. Giá của Chery Explorer SAS 2009 là 750 triệu đồng. Lưu ý, giá thực tế còn tùy thuộc vào từng ngân được từng đại lý và từng khu vực bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, subscribe.